Mất khiếu giác chưa chắc đã mắc Covid-19. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Chị NLA, Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, hai hôm nay chị bỗng nhiên bị mất khiếu giác, mũi điếc đặc, không ngửi thấy bất cứ mùi gì. Cơ thể tôi hoàn toàn bình thường, không sốt, không đau rát họng. Nhà tôi cũng chưa có ai mắc Covid-19. Liệu tôi có đang biểu hiện của mắc Covid-19 hay không? Tôi cần làm gì để xác định chính xác tình trạng bệnh của mình? Chị LA băn khoăn. Trao đổi với phóng viên về tình huống này, Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng Phạm Thị Bích Đào, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, mất ngửi có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau như cảm lạnh, cúm, gây viêm nhiễm hoặc các nguyên nhân gây tắc nghẽn vùng tiếp nhận mùi, tổn thương thần kinh ngửi, các dị hình của cuốn mũi và vách ngăn, lệch vách ngăn của mũi. Mất ngửi cũng có liên quan đến người mắc bệnh tiểu đường, hút thuốc lá, béo phì, tăng huyết áp. Vẫn theo chuyên gia đầu ngành tai mũi họng, mất ngửi cũng có thể do một số loại thuốc gây ra, chẳng hạn như thuốc kháng sinh và thuốc kháng histamine. Đặc biệt, mất ngửi cũng là một trong những triệu chứng thường gặp của Covid-19, Phó giáo sư, tiến sĩ Bích Đào nhấn mạnh. Để xác định chính xác về việc bạn LA có mắc Covid-19 hay không thì chỉ cần thực hiện test nhanh, test PCR. Hiện việc này có thể thực hiện ngay tại nhà, do cá nhân tự lấy, test nhanh hoặc qua các dịch vụ y tế của các cơ sở y tế được phép. Lý giải thêm về hiện tượng mất ngửi, Phó giáo sư, tiến sĩ Bích Đào cho rằng bình thường, mỗi người có chừng 100 triệu tế bào thần kinh để ngửi và khoảng 1.000 gen khác nhau nằm trong các tế bào cảm thụ khứu giác này. Mỗi thụ thể thần kinh chỉ phân tích, tiếp nhận một số mùi nhất định. Tín hiệu điện từ thụ thể khứu giác sẽ được chuyển về não bộ để xác định được mùi hương của sự vật. Chứng mất ngửi có thể tiến triển từ từ hoặc đột ngột. Một số bệnh nhân đến với chúng tôi nói rằng, thực sự họ cũng không biết họ mất ngửi từ lúc nào, mà tự nhiên gần đây họ không ngửi thấy mùi thức ăn từ trong bếp bay ra hoặc khi họ nấu. Phó giáo sư, tiến sĩ Bích Đào cho hay. Theo đó, trong hầu hết các trường hợp, khứu giác có thể được phục hồi bằng việc điều trị nguyên nhân gây ra mất ngửi. Ví dụ, nếu bạn bị viêm xoang, thì việc điều trị viêm xoang có thể giúp bạn ngửi được trở lại. Nếu mất ngửi do thuốc, việc dừng hoặc thay thế thuốc khác sẽ có tác dụng lấy lại khứu giác của bạn. Nếu bạn bị polyp mũi hoặc một dạng tắc nghẽn khác, có thể cần thiết phải phẫu thuật. Do đó, để đưa ra hướng điều trị thích hợp, thì việc xác định nguyên nhân là rất quan trọng. Để giảm nguy cơ bị mất ngửi, bạn nên điều trị sớm và đúng viêm mũi xoang, polyp mũi, nên có ý thức tránh hóa chất và môi trường độc hại, đặc biệt không hút thuốc lá. Phó giáo sư, tiến sĩ Bích Đào nêu.